Đấy, được chưa không? Đấy. Xem phẩm của mình đã bao quát hết. Tranh nhìn xa. Vâng. Hoa nhìn gần. Hoa nhìn gần. Hoa nhìn gần. Hoa nhìn gần. Ma nhìn gần. Xem có thật ma là không. Và tranh nhìn xa thì là nó xong rồi mình mới thả hồn cái bức tranh đấy. À, được. Còn cái bức đồng quê này, đồng quê này nét giả luôn. Đấy, tất cả mỗi cái nó có vẻ đẹp khác nhau. Mỗi cái nó có vẻ đẹp. Cái cần câu thì để bữa sau là bọn cháu mang đến bọn cháu ấy cho. Con cá nó muốn gì ở trong đấy? Cần câu là tiếc quá. Con cá nó muốn. Con cá nó muốn và cái ấy là cái gì? Đồng quê này nó đẹp, nó cái huy nó đẹp, mỗi cái nó phong cảnh nó lên rất đồng quê Thanh Bình và Vinh Huy Thanh Bình nó cũng đẹp, bao quát tất cả sinh năm công thương tất cả và cái tâm Vinh Huy này nó đều đầy đủ hội chung làm từ đương nhiên tươi tỉnh lên này. Xem đề xong tí nó về ghép nhạc vào mà. Đây là Vinh Quy Bái Tổ. Còn kia là Bức Họa Đồng Quê. Làng quê Thanh Bình. Làng quê Thanh Bình. Đây là ân nhân của chú Ngọc nhà mình đây. Ân nhân chú Ngọc. Đấy, do chồng cái bà này. Bà này ở trong miền Nam. Thế là đón chồng vào để đưa cháu Ngọc đi. Rồi đi thì hai bàn tay trắng. 40 70 À 70. Bố mẹ không. Nhà cửa không. Trình độ văn hóa không. Không cơm, không gạo. Chỉ có 70. Thế mà trên thứ 30 năm về rồi có 7 có. Chú lại công đức cho nhà thờ. Ở đồng cho dòng họ Nguyễn Văn thôn Nội Xá một cái nhà thờ quy mô là một là quy mô bằng nhất thống ba thôn Nội Xá. Đứng đây nha, đứng đây lại nhìn đứng đây cứ đứng đây. Đấy, các bạn nhìn xa thì cảnh cả cái cảnh của nó rất đẹp. Đây là bà Tân, là ân nhân của chùa của cháu Ngọc họ Nguyễn Văn, và ông Bạo là bảo vệ nhà thờ, và ông Sơn rồi là đội tranh Minh Châu, gọi là Doanh Nghiệp Minh Châu. Hôm nay chở hai bức tranh cho họ Nguyễn. Bức tranh thứ nhất là làng quê Thanh Bình. Bức tranh thứ hai là Vinh Quy Bái Tổ. Cuối tháng là Doanh Nguyệt Minh Châu chở nốt hai bức tranh. Một là Thuận Buồm Xuôi Gió. Hai là Mã Đáo Thành Công.